Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nước hoa No 888 25 ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí thành phân chính, hương đầu, hương cỏ hoa, hương giữa, hương gỗ, hương quấy, hương xạ hương và hương kẹo ngọt. Công dụng tạo hương thơm, giúp che giấu mùi cơ thể, hướng dẫn sử dụng xịt vào vùng cổ.